Con nghe cái xẻng kiểu gì đấy con ơi? Việt Long. Cái xẻng nó bẩn đấy, con nghe kiểu gì đấy? Con nghe lời ba chưa? Con nghe lời mẹ chưa con? Thế con đuổi lu như thế nào? Con đuổi lu như thế nào? Con đuổi lu như thế nào con? Con ở nhà với ông bà nhá. Nhà nhá. Nghịch lắm. Khỏe, nó nghịch. Nó có yếu đâu, nó bé người thôi chứ nó không bé. Ăn ít nhưng bé. Nghịch hơi. Nghịch cái con nhà khác nghịch không bằng. Cậu Trung, cậu ấy xem. Cậu còn choáng. Thế tỏ nhà mình nhiều người theo dõi Việt Long phết chứ mà chỉ có mỗi là im im không nói gì thôi. À. Con ơi, cái trò nó gọi trò gì? Cho lùa bà nó lùa phải mang đi cho bên Long nữa, đồng ý. Mang cho con là đồng ý ngay. Này anh được bánh nào cũng thế. Ơ con đây gãy ghế của ông con. Đây bà anh được bánh đa cũng thế. Con thì con còn lấy một nửa. Xin ngay thôi em cứ cầm đi. Về gói bánh cho con ăn. Thế là mẹ lại phải làm. Rồi. Thôi, ba đầu của ấy rồi. Cái bàn nó làm sao mà con làm nó đau? Cái bàn nó có lỗi gì đâu? Bà xem hộ. Cái bàn nó có lỗi gì đâu mà mẹ bảo con không nghe, con lại còn đánh nó đau thế nữa. Cái đầu con cứng như thế mà con đánh cái bàn. Đau rồi đấy, đâu sai đâu. À không đau à? Ra bà ngoại xem nào. Thế neo lên ghế ngồi. Bú tí thì khỏi. Neo lên ghế ngồi. Nói thôi.